bắt giữ tài xế container chở 1.224 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ trong lúc tuần tra tại km 274 quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Lực lượng tuần tra công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và kiểm tra xe container mang biển kiểm soát 35C10017 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R32498 do lái xe Nguyễn Thi Bo, sinh năm 1988, trú ở phường Văn Hải, thành phố Phan Giang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận điều khiển. Lực lượng công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện trên xe container nói trên vận chuyển 1.224 chai rượu nhãn mác nước ngoài như Chivas 12, Double Black, The Glenlivet. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu lái xe Nguyễn Thị Bo khai vận chuyển thuê số rượu trên từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội để bán kiếm lời. Hiện tài xế Nguyễn Thị Bo đang bị tạm giữ và vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình hoàn thiện các thủ tục, xử lý số hàng hóa và lái xe theo quy định của pháp luật.